Bước 1. Vào menu đăng ký phát hành, chọn thông báo phát hành. Bước 2. Thực hiện tạo mới thông báo phát hành. Bước 3. Nhập đầy đủ các thông tin trong bảng, sau đó nhấn lưu. Bước 4. Người dùng nhấn lưu để phát hành hóa đơn mới tạo. Bước 5. Tại danh sách giải hóa đơn phát hành, chọn cột chi tiết để xác nhận sử dụng ký hiệu hóa đơn. Bước 6. Chọn OK để xác nhận.